Đây là trách nhiệm của cô và chi đội hôm nay sớm trở lại học tập và vui chơi cùng các bạn. Thưa cô và giáo, tôi đang nhận ra ở làm của mình rồi. Tôi ước từ nay sẽ chiến thắng làm may, lo cho con ăn học, thì sẽ còn hạnh phúc hơn.